Sau 4 ngày nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ và nắng ấm ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, thì sang đến ngày hôm nay 20 tháng 3, thời tiết đã có những chuyển biến khi xuất hiện những cơn mưa nhỏ và mưa phùn. Dự báo khu vực này sẽ quay trở lại với dạng thời tiết mưa ẩm trong những ngày nghỉ cuối tuần khi một đợt không khí lạnh bổ sung. Trong sáng nay, thay vì thời tiết tạnh giáo như mọi hôm, thì khu vực Nam Đồng Bằng nói chung và khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh đã có mưa, tuy chỉ là những cơn mưa nhỏ, nhưng nó cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống cũng như giao thông đi lại của người dân. Theo dự báo của các chuyên gia, đến khoảng đêm nay và sáng mai, không khí lạnh sẽ tác động đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, do là những đợt lạnh cuối mùa với hướng di chuyển lệch đông sẽ mang nhiều khí ẩm từ biển và đất liền, làm cho độ ẩm trong không khí tăng cao và tình trạng mưa nhỏ mưa phùn lại có cơ hội quay trở lại các tỉnh phía Đông Bắc. Nhiệt độ vì thế mà sẽ giảm dần, phổ biến ở ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Riêng các tỉnh Tây Bắc thời tiết không bị ảnh hưởng gì, ban ngày trời vẫn có nắng nhưng mức nhiệt sẽ không còn cao như những ngày trước nữa, phổ biến ở mức từ 30 đến 32 độ. Tuy nhiên cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc hay mưa đá.